Cải cách thể chế và cải cách thủ tục hành chính là hai trong 8 lĩnh vực quan trọng nằm trong chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước của thành phố Hà Nội. Và luật thủ đô sửa đổi được kỳ vọng sẽ tạo cơ chế quản lý về hành chính, về chính sách phát triển, về phân cấp phân quyền chưa từng có tiền lệ cho thủ đô. Xin kính chào quý vị các bạn. Trước khi đến với những nội dung chính vừa được giới thiệu, như thường lệ thì xin mời quý vị cùng theo dõi những thông tin cải cách hành chính mà chúng tôi mới cập nhật. Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội vừa thông qua nghị quyết quy định về việc hỗ trợ phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp qua ứng dụng định danh và xác thực điện tử VNeID trên địa bàn thành phố. Cụ thể, hỗ trợ phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp của sinh viên, người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ, gồm cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con đẻ, con nuôi, người có công nuôi dưỡng liệt sĩ. Mức hỗ trợ 100.000 đồng một lần một người. Hỗ trợ phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp của các đối tượng khác. Mức hỗ trợ 200.000 đồng một lần một người. Trường hợp đối tượng quy định của nghị quyết này có yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp, đề nghị cấp trên 2 phiếu trong một lần yêu cầu thì được hỗ trợ tối đa 50.000 đồng một lần một người, tương đương 10 phiếu lý lịch tư pháp. Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thành phố Hà Nội giai đoạn 2023-2025 đã chính thức được thông qua. Theo đó, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội tán thành chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc 20 quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố. Qua rà soát, số lượng đơn vị hành chính cấp huyện thuộc diện sắp xếp một đơn vị là quận Hoàn Kiếm nhưng có yếu tố đặc thù nên không thực hiện. Số lượng đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp có 518 đơn vị, gồm 337 xã, 160 phường, 21 thị trấn. Số lượng đơn vị hành chính cấp xã giảm sau khi sắp xếp là 61 đơn vị, gồm 46 xã, 5 phường. Ngoài ra, ba huyện Đan Phượng, Hoài Đức, Thanh Trì không thực hiện sắp xếp trong giai đoạn này, sẽ thực hiện trong đề án xây dựng huyện trở thành quận trong thời gian tới. Thưa quý vị, lĩnh vực cải cách thể chế của thành phố năm 2023 được 9,45 trên 10 điểm, đạt 94,53%, tăng 0,2% so với năm 2022. Để đạt được kết quả này, công tác cải cách thể chế đã được thành phố quan tâm chỉ đạo quyết liệt với mục tiêu hoàn thiện thể chế gắn với nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật. Trong đó, luật thủ đô sửa đổi đề xuất xây dựng mô hình chính quyền thành phố thuộc thủ đô Hà Nội dựa trên cơ sở kết quả sơ kết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội. Theo đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại Hà Nội, Ủy ban Nhân dân thành phố đẩy mạnh phân cấp ủy quyền trong giải quyết thủ tục hành chính tại cấp huyện. Cụ thể, đối với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện có thẩm quyền ủy quyền cho trưởng phòng ban cấp huyện. Sau một thời gian thí điểm, đề án đã đem lại những kết quả tích cực. Trong đó, dễ nhận thấy nhất là bộ máy chính quyền trở nên gọn nhẹ, hoạt động nhanh, thông suốt hơn, từ đó đáp ứng tốt các yêu cầu của người dân hơn. Trước đây thì chúng tôi chỉ là cái cấp tham mưu, phải tham mưu và sau đó thì trình cho Phó tịch Ủy ban dân quận phụ trách công tác tư pháp để ký và trả kết quả cho nhân dân. Nay thì trưởng phòng tư pháp đã trực tiếp xử lý và ký các cái thủ tục hành chính đó. Như thế nó đã rút ngắn được cái thời gian để mà thực hiện các thủ tục hành chính, phục vụ cho người dân và doanh nghiệp được tốt hơn. Ngoài ra thì cũng tăng thêm cái tính trách nhiệm của trưởng phòng tư pháp cũng như là các cái công chức của phòng tư pháp đối với các cái thủ tục hành chính được phân cấp ủy quyền, và thông qua đó thì cái sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp được nâng lên rõ ràng. Đồng thời, mô hình chính quyền đô thị quyết định không tổ chức hội đồng nhân dân phường, giúp bộ máy hành chính cấp phường tổ chức gọn nhẹ, thông suốt, nâng cao trách nhiệm của lãnh đạo phường, của hội đồng nhân dân quận cũng như tiết kiệm ngân sách. Từ những kết quả trên, luật thủ đô sửa đổi tiếp tục đề xuất thực hiện mô hình tổ chức chính quyền đô thị để xây dựng chính quyền thủ đô tại thành phố Hà Nội, phục vụ phương án quy hoạch hai thành phố thuộc thành phố Hà Nội, gồm khu vực phía Bắc là thành phố Logistics Dịch vụ thuộc vùng Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn, khu phía Tây là thành phố về giáo dục đào tạo khoa học, vùng Hòa Lạc, Xuân Mai. Phân quyền tập trung vào phần tổ chức của máy rất nhiều, liên quan đến quyết định biên chế này, tiền lương chỗ đại ngộ, và trong những quy hoạch chúng ta rất quan tâm đấy thì cái điều chỉnh cục bộ như vậy, bởi vì nếu mà không thì chúng ta thông thường làm theo cái quy trình thông thường thì chúng ta lại phải đề xuất lên chính phủ rồi lại qua các cơ quan chuyên môn thẩm định thì rất mất thời gian và nó không đáp ứng được cái yêu cầu phát triển của thủ đô
và chương 4 thì thấy rõ cái việc phân cấp phân quyền rất là rõ nét. Và đây sẽ là một cái gọi là đột phá, đúng là đột phá để Hà Nội có những cái cơ chế là vượt trội để mà thực hiện cái nhiệm vụ của thủ đô. Mô hình thành phố trực thuộc thủ đô sẽ tạo cơ chế quản lý về hành chính, về chính sách phát triển, về phân cấp phân quyền chưa từng có tiền lệ để tạo ra động lực phát triển cho Hà Nội. Chính vì vậy, mô hình thành phố trực thuộc thủ đô tại khu vực phía Bắc và phía Tây dần được định hình là định hướng đúng đắn, phù hợp trong xây dựng phát triển đô thị Hà Nội giai đoạn tới. Vâng, thưa quý vị, theo kế hoạch, kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 sẽ diễn ra trong 26 ngày và dự kiến kết thúc vào cuối tháng 6. Nếu luật thủ đô sửa đổi được thông qua trong kỳ họp lần này, sẽ đánh dấu mốc quan trọng trong công tác cải cách thể chế của Hà Nội và cả nước sau hơn 10 năm thi hành luật thủ đô năm 2012. Tiếp theo chương trình ngày hôm nay, thì chúng tôi mời quý vị đến thăm phường Phúc Xá, quận Ba Đình, một trong những địa bàn tạo được cái dấu ấn đặc biệt khi đang triển khai cùng lúc 3 mô hình cải cách hành chính là ngày thứ 4 không viết, thứ 5 không hẹn, thứ 6 hạnh phúc ấm áp. Đến với bộ phận tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính của Ủy ban Nhân dân phường Phúc Xá, quận Ba Đình, có thể nhận thấy lượng công dân có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính diễn ra liên tục, nhưng không hề có tình trạng phải xếp hàng chờ đợi lâu mới tới lượt. Bởi mỗi công dân chỉ mất khoảng 3 đến 5 phút là đã được các cán bộ tại đây đón tiếp, nhận hồ sơ và giải quyết ngay. Đặc biệt, nếu tới làm thủ tục vào ngày thứ Tư và thứ Năm, công dân còn được thụ hưởng những lợi ích như được công chức tại bộ phận một cửa thực hiện việc viết hộ các loại giấy tờ, hồ sơ công dân yêu cầu. Công dân chỉ cần xác nhận tính chính xác và ký tên hoặc điểm chỉ vào giấy tờ, hồ sơ và chờ trả kết quả. Hoặc nếu công dân đã chuẩn bị hồ sơ đầy đủ thành phần theo quy định, sẽ được công chức chuyên môn, nhân viên Ủy ban Nhân dân phường tiếp nhận giải quyết, trình ký và trả kết quả ngay. Tôi đến đây làm thủ tục công chứng giấy tờ. Thì tôi đến đây đến để được các cán bộ hướng dẫn rất nhiệt tình và làm thủ tục rất là nhanh. Từ khâu cho đến cần chuẩn bị những giấy tờ gì và cần những cái gì thì bên họ hướng dẫn nhiệt tình và thủ tục làm rất nhanh. Thì trong tầm 2 đến 3 phút đã có kết quả rồi. Giải quyết hồ sơ trong ngày nó là cái phương châm thường xuyên của phường rồi. Nhưng mà bây giờ chỉ là đẩy mạnh thêm một chút thôi, được phục vụ nhiệt tình này. Xong khẩn trương này, các bạn ấy rất là vui vẻ thì bọn em cũng cảm thấy phấn khởi. Cùng với ngày thứ Tư không viết, thứ Năm không hẹn, phường Phúc Xá đồng thời thực hiện mô hình ngày thứ Sáu hạnh phúc ấm áp. Hạnh phúc bởi trong ngày thứ Sáu, công dân làm thủ tục đăng ký kết hôn sẽ được cán bộ tư pháp tại bộ phận một cửa tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả luôn trong ngày và trực tiếp được lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường trao giấy chứng nhận đăng ký kết hôn tại trụ sở ủy ban. Còn đối với người cao tuổi, người khuyết tật gặp khó khăn trong việc đi lại sẽ được cán bộ chuyên môn phối hợp với bộ phận một cửa, tổ trưởng dân phố tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả thủ tục tại nhà cho công dân. Đó chính là sự ấm áp gần dân mà mô hình này mang lại. Vợ chồng tôi cảm thấy rất là biết ơn khi là đã được lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường, các cán bộ công chức của phường đã hướng dẫn cho vợ chồng tôi nhanh chóng hoàn thiện cái thủ tục đăng ký kết hôn. Bên cạnh đó thì cũng làm một cái buổi lễ rất là ấm áp và tình cảm để cho vợ chồng tôi hôm nay kết hôn. Vợ chồng tôi rất là cảm ơn. Đối với định hướng trong thời gian tới thì ngoài việc là tiếp tục quan tâm thực hiện, đẩy mạnh thực hiện cái 3 mô hình cải cách hành chính tại bộ phận một cửa thì chúng tôi sẽ có đề ra những cái giải pháp để xây dựng thêm mô hình mới, làm thế nào để phục vụ tốt nhất cho mọi nhu cầu giao dịch của công dân, tổ chức và doanh nghiệp. Đấy, làm để nâng cao cái điểm chỉ số cải cách hành chính cũng như là cái thứ bậc về cải cách hành chính trong quận cũng góp phần đẩy mạnh nâng cao cái hiệu quả thực hiện công tác cải cách hành chính của phường cũng như của quận trong thời gian tới. Là đơn vị hành chính đặc thù của quận Ba Đình, nằm ngoài đê sông Hồng, điều kiện kinh tế, mặt bằng trình độ dân trí không đồng đều, dân cư phần đông là những người lao động tự do, kinh doanh buôn bán nhỏ và nhiều dân di cư tới lao động, sinh sống. Nên khi triển khai 3 mô hình cải cách hành chính, phường đã huy động lực lượng dân quân thường trực, thường xuyên ứng trực hỗ trợ công dân. Trước những hiệu quả mà 3 mô hình mang lại, cùng sự đánh giá cao của người dân địa phương, phường Phúc Xá sẽ tiếp tục xây dựng thêm những sáng kiến, mô hình cải cách hành chính thiết thực, gần dân và vì dân hơn nữa trong thời gian tới.
Thưa quý vị, trong phần cuối của chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ hướng dẫn quý vị thủ tục đăng ký kết hôn trực tuyến. Mời quý vị cùng theo dõi. Các bước thực hiện quy trình đăng ký kết hôn online. Bước 1. Truy cập vào Cổng Dịch vụ Công Quốc gia tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn/. Bước 2. Chọn đăng nhập nếu đã có tài khoản hoặc chọn đăng ký nếu chưa có tài khoản. Bước 3. Tiến hành đăng nhập bằng tài khoản Cổng Dịch vụ Công Quốc gia hoặc tài khoản định danh điện tử. Bước 4. Nhập từ khóa đăng ký kết hôn vào khung tìm kiếm. Bước 5. Chọn loại thủ tục. Bước 6. Chọn cơ quan thực hiện. Bước 7. Chọn nộp trực tuyến. Bước 8. Hệ thống tự động chuyển về Cổng Dịch vụ Công thành phố Hà Nội. Tiếp theo, công dân cần làm theo hướng dẫn hiển thị trên hệ thống. Chọn nộp hồ sơ trực tuyến. Chọn cơ quan thực hiện và trường hợp giải quyết. Nhập tất cả các thông tin bắt buộc và tải lên các loại giấy tờ theo yêu cầu của hệ thống. Lưu ý, sau khi hoàn thành việc nộp hồ sơ trực tuyến, hai bên nam, nữ phải có mặt, xuất trình giấy tờ tùy thân để đối chiếu, kiểm tra thông tin trên giấy chứng nhận kết hôn, trong sổ đăng ký kết hôn, khẳng định sự tự nguyện kết hôn và ký sổ đăng ký kết hôn, ký giấy chứng nhận kết hôn. Mỗi bên nam, nữ nhận một bản chính giấy chứng nhận. Chương trình Cải cách hành chính ngày hôm nay xin được tạm dừng ở đây. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.